chào hai bạn. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Chào quý vị khán giả, chào anh, chào chị. Tôi tên Hoàng Anh, là phó hiệu trưởng của trường Trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình ở Bình Chánh. Dạ. Anh Hoàng Anh là không biết nay nhiêu tuổi rồi? Tôi sinh năm 1985, là năm nay tính tuổi Tây là 32, tuổi ta là 33. Trời ơi, 32. 32 tuổi thôi hả Hoàng Anh? Chỉnh dữ á. Ôi, tôi kêu bằng anh sái cổ luôn à. Rồi tới Hoàng Em. Dạ, xin chào quý vị khán giả, chào chị Hồng Quang, anh Quốc Thuận. Em tên là Phương Quỳnh, em làm thiết kế nội thất. Năm nay em 30 tuổi. Trời ơi, bạn này với bạn này á, là chinh nhau có 2 năm thôi, đúng đấy không? Rồi. Nhưng mà là về gọi là cục diện á, là chinh nhau hơi nhiều đó nha. Cái độ dày trong nhan sắc đó thì Hoàng Anh nó dày quá. Bạn này tưởng bạn là chỉ có hai mấy thôi hả? Thì có, không, chắc có lẽ là anh nghĩ là Hoàng Anh chắc có lẽ là do làm việc nhiều quá, hay là do học nhiều quá, đúng không? Đâu quán xuyến cả một ngôi trường mới đơn giản đâu. Quản lý cũng may là cái mái tóc chưa có rụng đó. Nè, rồi bây giờ Hoàng Anh và vợ là quen nhau lâu chưa? Từ ngày 20 tháng 11 năm 2011 là bắt đầu nói chuyện với nhau. Gặp nhau là từ ngày 1 tháng giêng năm 2012. Trời ơi, nhớ kỹ luôn vậy hả? Còn cưới nhau thì chính xác là ngày 26 tháng 7 năm 2015. Vậy thì quen nhau ở đâu? Quen nhau trên Yahoo á, trên blog. Mà lúc đó thầy cũng có thời gian cũng đi dạo chơi trên mạng. Bởi vì học trò mình nó tạo blog thì mình cũng phải tạo blog. Thì hãy nó kết bạn là mình đồng ý. Để rồi sau đó mình lặng thầm mình xem coi nó đang làm cái trò gì trên đó. Nhưng mà nó đông quá làm sao? Đông quá nhưng mà nó khoái chụp cái mặt nó bỏ lên lắm. Cho nên là mình nhìn mình sẽ biết nó làm cái trò gì trên đó. Mình chết với thầy. Tới bây giờ trên Facebook vẫn vậy. Có nghĩa là học trò kết bạn là chấp nhận. Chấp nhận hết. Xong rồi sau đó là mình mới lặng thầm mình quan sát. Trời. Có nghĩa là gặp nhau ở trên Yahoo mà chắc là anh này là ad fan anh trước hả hay sao? Dạ không, em ad fan trước. Say hai đúng không? Dạ. Không, là hồi trước em quen bạn học chung lớp sư phạm với ảnh. Xong lúc đó có blog rồi đó, em mới vô em coi blog thì thấy ông này ổng viết á, blog về học trò rồi thấy nó đỉnh đạt. Sau em mới ép nick để đó. Sau rồi ông này bị bồ bỏ, 20 tháng 11 ông bị bồ bỏ. Sau ổng mới lên ông chat với em. Thì lúc đó là đang ở không biết làm gì thì mới mở cái máy tính lên, đăng nhập vô Yahoo của mình thì mới thấy được là có cái bạn này đã ép ven lâu rồi. Mà dòm kỹ lại là học trò thì không phải học trò mình, cái mặt là lạ lắm, mà bạn cũng không phải bạn mình luôn. Tạm thời cái ép ven để đó mình nghĩ chắc phụ huynh hay sao đó. Mà cũng có khi là học trò mà thay đổi nhiều quá nhận không ra. Cái nhào vô cái mình mới gõ vô là xin lỗi, là mình là coi như quen bạn trong trường hợp nào. Thì dấu cuộc nói tới nói lui mới biết là chưa quen lần nào hết. Rồi bao lâu thì mới là gặp nhau ở ngoài? Tới Tây năm 2012 là hẹn gặp nhau. Gặp nhau ngoài đời thì ấn tượng về nhau như thế nào? Ông này ông già quá. Mà còn nói giọng giống phụ nữ nữa. Cái giọng nghe nó hơi cao. Rồi sao có thất vọng không? Không, bình thường rồi. Tại lúc đó đâu có xác định là quen đâu. Chỉ đi gặp uống cà phê vậy thôi. Còn em? Là thực sự là chỉ nhìn ở trên Yahoo là nhìn thấy có một cái khuôn mặt ưa nhìn thôi. Còn ra ngoài đời thì mới nhìn thấy là mặc cái quần jean rất là ngắn. Ngắn chắc cỡ chừng có nhiêu đây à. Mà người thì bé tí à. Đó. Thì chỉ có một cái ấn tượng đầu tiên là như vậy. Ấn tượng là vậy, nhưng mà vấn đề là thích hay là không thích? Khi mà ngồi nói chuyện uống cà phê với nhau một hồi thì em xin đi vệ sinh. Xong vô trong nhà vệ sinh thì mình nhắn tin là anh thích em rồi đó. Gửi là tin nhắn. Rồi em có trả lời. Câu trả lời. Dạ không, em đọc tin nhắn xong em để đó, xong ổng ra ổng cười rồi em cũng cười vậy thôi. Rồi đi về. Ngồi nói chuyện một hồi nữa là đi về. Sau cái buổi mà cà phê đó thì bao lâu thì hai bạn chính thức yêu nhau? Không có nói yêu nhau, chỉ cứ quen miết vậy thôi rồi cưới. Ủa tụi em yêu nhau là bao lâu rồi mới cưới? Ba năm. Tình yêu của các bạn nó có trơn tru không hay là nó gặp những cái sóng gió gì không? Có chia tay một lần, lý do là do em bị ức chế ông này nè. Vấn đề gì? Cứ ngày lễ là ở nhà,
Còn ngày bình thường thì ổng đi dạy từ sáng tới tối 8-9 giờ mới qua chỗ đi chơi. Mà đi chơi là phải chơi xong là 10 giờ về rồi. Tại sao? Tại về để điểm danh với mẹ. Mẹ cho đi chơi tới khoảng 10 giờ, 11 giờ là phải về. Là mẹ em khó dữ vậy đó hả? Má em thì đi chơi thì phải về sớm. Tại vì nếu không là má canh cửa. Mà má lớn tuổi rồi là cái mất ngủ của người già. Cho nên nếu mình về trễ quá, mất cái giấc ngủ của má, mình cũng cảm thấy áy náy. Đó, mà má mất giấc ngủ má cũng la. Cho nên là cố gắng thu xếp về trước 11 giờ đêm. Đó. Nhưng mà cái thời gian đó là má em đã biết là em có bạn gái rồi đúng không? Má cũng không biết. Nhưng mà thường là một tuần qua bên đó chơi có một ngày thôi. Ủa, em có đến nhà gặp má của ảnh đó? Dạ không, ổng giữ kín cho tới 3 năm sau mới tới. Ủa tại sao vậy em? Em phải chuẩn bị tinh thần. Là bởi vì là từ đó đến giờ, ví dụ về nhan sắc nha, là tất cả mọi người phụ nữ trên đời này là má em chỉ khen có một người thôi, là Lưu Diệt Phi thôi. Còn ngoài ra là bất cứ ai má cũng tìm ra một cái chỗ nào xấu để má chê. Có Lưu Diệt Phi là má nói cái con này giống như từ trong thần tiên gì đó nó bước ra đó. Cho nên là nó tiên quá rồi cho nên không tìm cho xấu. Còn mà về tính cách thì 100 người phụ nữ là hình như má cũng chê đủ 100. Coi như là bạn bè em mà tới nhà chơi mà là những đứa con gái đó. Hồi cấp 1 cũng vậy, hồi sư phạm cũng vậy. Đứa thì má chê nhỏ, đứa thì má chê mập, đứa thì chê vô duyên. Vì thế cho nên cái cô này thì mới quen mà đã có kinh nghiệm một cô trước cô này rồi. Cái cô trước á là má chê là nhỏ con quá, đẻ con ra chắc cỡ bằng cái lon Google à. Mình cũng tình thật nói thiệt, em có tật là em nói thẳng, cái gì cũng nói thẳng hết á. Kệ chịu được, chịu không chịu được thôi, chứ giờ bây giờ mình giấu thì sau này về làm sao mà chấp nhận được. Mình mới nói với cái cô đó như vậy thì cái cô đó mới chia tay. Mình cũng sợ rằng cái tình cảm nó chưa có được bền vững. Về rồi cái má chê cái gì đó, cái mình ngứa mỏ mình kể ra cái nó lại chia tay nữa. Vì đó cho nên thôi kệ, mình cứ để cho cái tình cảm với chuẩn bị tâm lý cho cả hai bên. Ở bên đây cũng biết là má khó. Còn ở chỗ má thì cũng biết nó có một cái người đã quen như vậy rồi đó. Thời gian cũng kéo dài như vậy rồi. Xíu cho anh hỏi một cái nữa là trước giờ má em có khen ai không, ngoại trừ Lưu Diệt Phi? Còn một người nữa. Ồ vậy hả? Còn một người nữa, đúng rồi. Nhưng mà không phải là con gái. Con trai. Bây giờ được 10 tháng là thằng cháu nội của bà. Mà. Bây giờ hỏi, giờ má có chịu vợ em chưa? Má có khen không? Dạ, có lẽ là lúc đó má cũng không có hài lòng đâu. Nhưng mà má cũng rút kinh nghiệm rồi. Cái cô trước á, cô đó cậu bỏ mình cũng về kể má nghe. Thì cho nên là má biết rằng cái cô đó có nghe như vậy thì cậu bỏ mình cũng buồn. Cho nên ở cái cô này thì má tiết chế lại. Từ từ má mới nói chút. Nhưng mà nói chung là chấp nhận được, không có phải là phản đối hay là cái gì hết. Nhưng mà anh nói thật là lúc mà em đến á, nhà đó em có bị áp lực không? Dạ không, em bình thường à. Tại vì anh cũng kể hết cho nghe rồi, chuẩn bị tâm lý rồi hết rồi. Lúc đó hai má con nói chuyện cũng bình thường à. Bây giờ thì là cái mối quan hệ của hai má con là sao? Dạ bây giờ mối quan hệ của hai má con thì cũng bình thường. Nhưng mà lúc em sanh á thì có hơi có khoảng cách một xíu. Lý do? Lý do là má chồng em chăm con theo hồi xưa, còn em bây giờ thì bác sĩ kêu em làm sao thì em làm chạy. Nên là hai má con có khoảng cách từ lúc đó thôi. Vợ chồng tụi em bây giờ là ở nhà chồng hay là ở riêng? Dạ em ở riêng rồi, ở với bên ngoại. Em sanh được khoảng 2 tháng rưỡi là em đi làm lại. Nhà ảnh thì xa, đi làm xa quá nên em xin về ngoại ở luôn để em đi làm cho nó gần. Rồi má cho em đi luôn. Má thì cũng đồng ý má nói vợ con ở đâu thì chồng phải ở đó. Ở nhà có ba mày, có thằng Long em mày lo. Còn vợ con mày ở đâu là mày ở đó. Đó, để thằng nhỏ nó còn non ngày non tháng lắm, có gì phụ cho má con nó, cho bà ngoại nó. Nhưng mà bây giờ thì là cái mối quan hệ giữa em với mẹ còn khoảng cách không? Dạ bây giờ thì hết rồi, chứ nó không có khoảng như cái lúc em mới sanh nữa.
Có lúc nào em tự cảm thấy là giống như mình có hơi một cái gì có lỗi với má không? Trong cái lúc mà hai má con lúc mà chăm cháu mà có những cái mà bất đồng quan điểm á. Dạ thì nhiều lúc nghĩ lại thì cũng thấy có lỗi. Tại mình không có khéo nói. Mà có gì thì em chỉ nói qua chồng em thì chồng em nói lại thôi. Nhưng lúc đó em nói rõ ràng thì nó đỡ hơn. Bây giờ má lớn tuổi rồi đúng không? Mà má thì thực bụng là má chỉ muốn tốt cho tất cả thôi, chứ cũng không phải là má muốn cái gì khác, đúng không? Thì thành ra là nhiều khi mình phận làm con á, cái có những lúc mình không khéo, có những lúc mình bộc phát cái bức xúc của mình á, mà sau đó thì mình quên đi cái việc là cái cảm giác của người lớn tuổi á. Thì chị nghĩ là nếu có cơ hội như hôm nay chẳng hạn thì em nên nói để cho má hiểu. Thì con trong lòng con thì cũng coi má như là mẹ của con thôi. Nhưng mà cái tính của con thì nó ít nói, mà có chuyện gì thì con chỉ nói qua chồng con nên mong má hiểu. Chứ trong lòng con thì cũng không có nghĩ gì hết. Con về làm dâu á thì cũng có những lúc con không có phải thì mong má bỏ qua cho con. Rồi con xin lỗi má những gì lúc mà con không có đúng. Thế chồng có nói gì không? Dạ thì tính ra tới chương trình này thì vợ mới được nói với má nhiều như thế này. Chứ từ đó đến giờ thì vợ cũng ít có nói với má, nhất là những cái chuyện mà về cái đời sống gia đình mà những cái mâu thuẫn trong gia đình đó. Thì qua dịp này thì vợ cũng được bộc bạch với má, và hy vọng là ở chỗ má cũng hiểu, vui vẻ, thông cảm cho hai vợ chồng. Thì trong cái thời gian sắp tới thì cái tình cảm gia đình nó sẽ gắn bó với nhau, yêu thương nhau nhiều hơn. Dạ. Thực sự thì chị rất là thông cảm cũng như là rất là hiểu được mẹ của Châu á. Bà phải giữ cái nề nếp á ở trong gia đình đó, thì thành ra là bà rất là rạch ròi, bà rất là đâu ra đó, em hiểu không? Thì đôi khi là giống như là cái cách giáo dục của bà cũng khác với những người mẹ khác. Ví dụ bà đòi hỏi con của bà rất là cao đó, giữ gìn từng ly từng tí một. Thì thực ra có những cái mà đứng về mặt lúc mình yêu nhau đó thì mình không hiểu được cái điều đó. Sau này khi mình làm cha làm mẹ rồi, mốt con em nó lớn lên sẽ hiểu là khi mà con em nó đi ra ngoài đời mà em không nắm được cái thời gian, cái địa điểm mà nó đang làm gì, nó ở đâu, mình chịu không có nổi. Đó là như vậy. Thì thành ra là chị nghĩ như vậy nè, tất cả những cái gì mà tụi em đã vượt qua rồi, đến được với nhau rồi, có một cái thiên thần quá quá đẹp như vậy á, thì đầu tiên á là phải cảm ơn mẹ mình, rồi mẹ chồng đã tạo ra mình, đã tạo ra chồng để bây giờ mình được gặp nhau, đúng không? Thứ hai, làm gì làm thì mẹ vẫn là mẹ, đúng không? Mình là con. Thành ra là chị thấy em sẽ là người chủ động, cũng như là có sự tiếp sức của Châu á, làm sao mà dung hòa cái mối quan hệ này. Thực ra mẹ nuôi chồng đến cái tuổi để mà gặp em á, bây giờ chồng phải báo hiếu. Em yêu chồng thì em phải phụ với chồng báo hiếu mẹ ha. Thì chị nghĩ là sau chương trình này nếu như mẹ có xem được thì mẹ cũng phần nào hiểu được em đã chịu đựng một thời gian như thế nào để mà đến được với chồng, để giờ có cái tổ ấm hạnh phúc như thế này. Thì em là người chủ động nên làm cái mối quan hệ với mẹ chồng á, đừng có xa cách nữa. Em chịu khó nói đi, đừng có nói qua chồng nữa, nói thẳng với mẹ luôn. Ha cưng hả? Chị thấy là nên như vậy. Tốt hơn nữa, nếu như mẹ của Hoàng Anh và vợ của mình, hai người phụ nữ đặc biệt trong cuộc đời của em, sẽ cùng ngồi với nhau, cùng tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, được không nào? À, rồi xin chúc cho hai vợ chồng sẽ luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ, luôn viên mãn với hạnh phúc của mình.